Đây là cuộc giao hữu sân bay của các cầu thủ Sài Gòn 20 và các thủ Visa TNT. Như vậy tiếng còi của chúng ta cũng đã vang lên với một quả bóng cũng đã chính thức bắt đầu. Tập đỗ Hải Lý mang chìa số 18, số 8 Thành Nguyễn, 11 Đình Vương, bé 10 mang chìa số 9, 20 Giàu Vê Lê đã mini. Và như vậy là bàn thắng đã đến rất sớm ở trong trận đấu ngày hôm nay dành cho các cầu thủ áo đỏ. Người lập công là thủ bằng chìa áo số 9 Balotelli bên phía các thủ của Visa TNT. Tiền đạo chơi cao nhất trên hệ thống tấn công của Visa TNT, chúng ta đang được theo dõi lại với pha lập công rất sớm đây. Đó là một đường chuyền vượt tuyến vào Thượng Nguyễn. Tình huống đảo biên rất chính xác. Lê Trúc và Trần Thế Sao. Và đó là một siêu bóng vừa được tạo ra dành cho Lê Trúc. Đang cùng theo dõi là pha bóng này. Rồi chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Chúng ta cùng xem lại. Lê Trúc đã đón bóng và sau đó có một tầm quan sát. Nhớ ai nhớ trước khi mà tổ ra cú rút cực kỳ đẹp. Mặc dù là thủ thành của Visa TNT đã cực kỳ nỗ lực nhưng lại không thể truy cản với pha bóng này. Thuận Cana bật bóng rồi, chân trái không vào. Bất ngờ có bóng qua tung tăng rất điểm ngay của Bowie Lawson. Tuy nhiên thì là cột dọc lại cứng từ thì bàn thắng vừa rồi. Bóng rồi, vẫn còn Balotelli. Ít nhất là hai cú dứt điểm được tạo ra. Lúc này cũng đang khiến cho hai cầu thủ của cả hai đội đang gặp nhau. Hai bóng đang thay phiên nhau để có thể kiểm soát bóng ở trong khoảng thời gian này. Lê Trúc chân cháy và đó thêm một bàn thắng cực kỳ đẹp nữa được tạo ra dành cho các thủ bên phía Sài Gòn 20. Và lập công rất bất ngờ của Thanh Điền. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng này. Rất bất ngờ với những gì mà hai bóng đang tạo ra, đặc biệt là với các thủ của Sài Gòn 20. Cú đá chân trái với Quỷ Lý. Bé 10 không thể có được tình huống bật nhả nhanh. Đường chuyền câu trả lời. Rồi Balotelli. Come vào. Vẫn ở khá tốt, tuy nhiên thì không thể đánh bại được thành tâm Miro. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng này. Giờ sẽ được tiếp tục quay trở lại với cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ bên phía Sài Gòn 20 và đây là thành công. 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía Sài Gòn 20. Sau khá nhiều những nỗ lực thì cũng đã thành công ở hành lang cánh phải. Lại cùng theo dõi lại với tình huống mở biên trên cánh phải và sau đó là tung ra cú sút của Giàu Vê Lê. Đã thi đấu cực kỳ thơm lặng ở trong trận đấu ngày hôm nay cho tới khoảng thời gian này và biết cách lên tiếng một cách cực kỳ kịp thời của Giọng đã xuất hiện nhiều hơn những sự thay đổi người đường chuyền của bé 10 Giọng Vê Lê. Trọng tài nói không. Phương Hiếp đấy rồi, cơ hội để tấn công làm gì có rất lập bập. Bóng đá nằm gọn trong tay của thủ thành Tomiro. Đường chuyền có cơ hội làm gì, không thành chống chạy và tất nhiên nó sẽ lại là một bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía của Visa TNT. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng này. Với lập công là Balotelli. Trước đó thì hệ thống phòng ngự đã bị vượt qua và cho đến hai cầu thủ của Visa TNT đã thoát xuống và không có lựa chọn nào dành cho thủ thành Tomiro ngoài việc vào lưới nhận bóng. Có đến hai pha lập công của số 9 ở trong khoảng thời gian vừa qua. Để rồi rất thoải mái để thực hiện với một tình huống lên bóng đường chuyền đây không vào.
xem chút nữa là cô có cú hot trick dành cho Balotelli. Có cơ hội làm gì? Chân trái không vào. Cơ hội 10-10 của tờ bà. Nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi lên trời. Khó hiểu thực sự. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại với pha bóng này. Đội bóng đánh đâu? Như vậy là đã có thể đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát dành cho các cầu thủ của Pisa TNT. Bàn thắng đến ở trong những thời điểm vô cùng quan trọng, phút bù giờ đầu tiên của trận đấu này, của hiện đấu này. Nó xuất phát từ tình huống đá phạt góc và người đã thực hiện tình huống đánh đầu đó là Thanh Tú, người đã ở ngay cột hai là cầu thủ treo số 7. Tấm Hà. Đưa bóng vào đánh đâu? Rất đáng tiếc cho các cầu thủ của Pisa TNT khi ngày hôm nay đứng trước bóng của Sài Gòn 20 đó là Tamiro. Cầu phạt công rất nhanh. Tuy nhiên thì pha bóng cực kỳ chủ động để có thể đánh chặn. Rất quý hiểu và chuyện gì đến cũng phải đến khi mà các thủ bên phía Sài Gòn 20 tiếp tục là đội bóng có được bàn thắng. Đã đây người lập công đó là Thanh Điền, cú đúp của Thanh Điền. Nhưng đây là pha lập công đầu tiên ở trong những thi đấu thứ hai này và là tình pha lập công cực kỳ quan trọng giúp cho Sài Gòn 20 một lần nữa có thể vươn lên. Dẫu ở trong trận đấu ngày hôm nay cách biệt hai bàn được tạo ra. Bàn thắng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát một lần nữa dành cho các cầu thủ bên phía Pisa TNT. Mặc dù pha bóng trước đó thì đã có những sự may mắn khi mà bóng đã đi trúng cột dọc. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại với tình huống này. Quả treo bóng và đã có những can thiệp. Sanchez, dọc về lê, đây mới là Sanchez, cứu vào! Quả bóng cần thiết dành cho thủ thành bên phía Pisa TNT. Với cơ bản, cơ hội tạo ra là rõ ràng hơn! Sanchez là người tiếp theo lên tiếng dành cho các thủ bên phía Sài Gòn 20. Rất bất ngờ! Ở trong khoảng thời gian này thì cả hai đội bóng họ đang thi đấu và việc có được bàn thắng sẽ là một lợi thế. Tuy nhiên thì không biết rằng có cầm cự được hay được lâu dành cho các thủ của Sài Gòn 20 hay không. Anh tiếp tục sẽ là trạng thái của Pisa TNT. Chín bàn đã được tạo ra. Cái này cũng chưa phải là quá thuận lợi. Sẽ là cú đá chân trái. Đó thì của vợ. Đấy rồi, cấp vào. Bí đỏ quay trở lại và vừa có tình huống vợ rất này. Huyện tương truyền đánh đâu. Bóng một lần nữa lại đi xuống cột dọc. Thật khó hiểu. Đó mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cần phải nắm lại dành cho các cầu thủ đỏ. Chào bóng. Trở lại dành cho các cầu thủ bên phía Pisa TNT. Vẫn chỉ là những cơ hội mà thôi. Sanchez quá chần chừ, chưa kịp để thực hiện đường chuyền và kịp cho đối phương lùi về. Câu trả lời, đưa bóng vào đánh đâu? Và đáng để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát dành cho các cầu thủ của Pisa TNT.
người đã phát động với cú tấn công này, đó là Hồng Toàn. Hồng Toàn thực hiện tình huống mở biên sang cánh phải dành cho Tí Cùn. Sau đó Tí Cùn cũng đã thực hiện tình huống lấp bóng và cánh trao banh vô đội của Paulo Tele đã giúp cho các thủ của Pisa TNT có được bàn thắng tiếp theo. Quá trình của trận bóng có không được, vẫn còn hơi sai địa chỉ một tí, nhưng đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số chung cuộc là rất cân bằng với bàn thắng được chia đều cho cả hai. Hai đội bóng đã có một trận đấu tuyệt vời và xứng đáng với một trận bóng hòa. Cảm ơn hai đội bóng đã mang đến trận đấu này và cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi. Lúc này thì chúng tôi cảm ơn đội chào tạm biệt và hẹn gặp lại các quý bạn ở trên chương trình TV.